Hyperborea là một vùng đất ở phương Bắc được coi là nơi cư trú của các vị thần. Theo truyền thuyết thần thoại và thậm chí trong các tài liệu cổ còn sót lại đều cho rằng trước khi có lịch sử viết, tức là trước khi lịch sử của nền văn minh hiện đại trên địa cầu này đã từng tồn tại những nền văn minh tiền sử khác. Lịch sử và sự tồn tại của các vị thần trong nền văn minh cổ đại ở các thời kỳ tiền sử đã bị bao phủ trong bí ẩn và nguồn gốc thực sự của họ đã bị quên lãng trong truyền thuyết. Thế nhưng các bạn có biết rằng vùng đất Hyperborea, nơi được cho là sánh ngang với lục địa Atlantis huyền thoại, là một trong những nơi chứa đựng những câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Đó là quê hương của các vị thần xuống từ thiên đàng và là nơi mà các sứ giả Hy Lạp cổ đại dành sự quan tâm đặc biệt. Họ sống trong một xã hội dân chủ được cai trị bởi ba linh mục của thần Apollo. Và cứ 19 năm một lần, thần Apollo lại lái chiếc xe bay của mình đến khu vực này. Ngoài ra, người dân ở vùng đất Hyperborea còn được gọi là Hyperborean. Họ sống tại đây vào thời điểm mà khu vực này vẫn còn thích hợp với cuộc sống và sự phát triển của con người. Bạn sẽ không khỏi kinh ngạc khi một nơi trên địa cầu này lại có mặt trời chiếu quanh năm suốt tháng và chỉ lặn duy nhất một lần trong năm. Không nơi nào khác ngoài Hyperborea. Họ sống thọ đến 1.000 năm tuổi và không trải qua chiến tranh, bệnh tật. Họ sống an nhàn với việc sáng tác nhạc và các nhạc cụ liên quan. Những cư dân thông thái của nơi này sở hữu nhiều kiến thức và bí mật của Hyperborea. Người bản địa của những vùng đất này được coi là một kẻ thôi miên và là người hầu của Apollo. Họ đã dạy người Hy Lạp sáng tác các bài thánh ca và bài thơ, và cũng lần đầu tiên tiết lộ cho họ những bí mật của vũ trụ, triết học và âm nhạc. Người ta tin rằng cái chết của Hyperborean xảy ra chỉ vì cảm giác no của cuộc sống và mệt mỏi. Nghi thức làm gián đoạn cuộc sống khá đơn giản. Khi Hyperboreans mệt mỏi với cuộc sống, họ đã ném mình xuống biển. Nhà thơ Hy Lạp Pindar đã mô tả sự hoàn hảo trong thế giới khác của Hyperborean. Không bao giờ nàng thơ vắng mặt trên con đường của họ. Tiếng vang của đàn lia, tiếng sáo kêu, điệp khúc lôi cuốn vang lên đâu đó. Cả bệnh tật và tuổi già cay đắng đều không trộn lẫn trong dòng máu thiêng liêng của họ. Xa lao động và chiến đấu, họ sống. Và một số sáng tác thậm chí còn cho rằng nó có thể là vườn địa đàng nguyên thủy, nơi giao nhau giữa đất và trời. Thật không thể chối cãi, đây là một nền văn minh thực sự đẹp đẽ. Bạn sẽ thấy nhà sử học Hy Lạp Hecateus ở thành phố Abdera cũng mô tả cách mà người Hyperborea xây dựng trên đất của họ như một khu vực linh thiêng tráng lệ của thần Apollo và một ngôi đền bắt mắt được trang trí bằng nhiều vàng mã có hình cầu. Và một lần nữa, giống như đền Jupiter bí ẩn, một số học giả đã so sánh nơi đây với Stonehenge, một công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng gần thị trấn giáo xứ Amesbury ở Anh. Ngoài ra, các nhà sử học Hy Lạp tin chắc rằng thần gió Bắc Boreas sống ở một vùng đất tên là Thrace, và Hyperborea là một vùng nằm xa về phía bắc của Thrace. Vùng đất của Hyperboreans được coi là nơi sinh sống của những người đàn ông bên ngoài ngôi nhà của thần Boreas. Vùng đất Hyperborea tươi đẹp. Nhà thơ trữ tình Hy Lạp Anastasius từ 600 năm trước công nguyên đã hát về cuộc hành trình thực tế và bí ẩn của Apollo đến vùng đất của người Hyperboreans. Hỡi vua Apollo, con trai của thần Zeus vĩ đại, người mà cha đã tặng cho ngài khi chào đời với chiếc băng đô vàng và đàn lia và thêm cho ngài một cỗ xe kéo thiên nga để lái, ngài sẽ phải đến Delphi. Các mô tả về Hyperborea cho thấy đây là một vùng đất mỹ hảo. Một số tác giả cho rằng có thể Hyperborea là vùng đất được nhắc đến trong thời cổ đại, nằm ở đâu đó trong vùng Bắc Cực. Một số tổ chức tín ngưỡng bí truyền và truyền thống tâm linh cho rằng Hyperborea là sự khởi đầu của nền văn minh trên trái đất và trên thiên giới. Madame Blavatsky, người sáng lập Hội Thông Thiên Học, tuyên bố chủng tộc gốc thứ hai bắt nguồn từ Hyperborea,
trước cả chủng tộc Lemuria và Atlantis sau này. Người Hyperborea được nhắc đến bởi một số người cùng thời với Herodotus, bao gồm Pindar, Simonides và Zeus, và Helanisus và Lesbos trong thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Mặc dù vậy, thì vị trí chính xác của dân tộc Hyperborea đến nay vẫn còn là một bí ẩn sâu sắc. Nhiều tác giả ban đầu cho rằng tộc người Hyperboreans sống ở một nơi nào đó trong một vùng đất ngoài dãy núi Riphaeon phủ đầy tuyết. Thậm chí, vị trí chính xác của những gọn núi này cũng là một điều bí ẩn. Mặc dù đã được một số tác giả cổ điển như Apollonius của Rhodes, Aristo, Hecates và những người khác đã từng đề cập tới, nhưng vị trí của chúng chưa bao giờ được tiết lộ. Do đó, các nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng những ngọn núi này là một phần của câu chuyện thần thoại, thậm chí còn lớn hơn. Ngoài ra, trong suốt thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, nhà triết học khắc kỷ Heracles cho rằng người Hyperborea cũng có liên hệ với người Cistia. Và thực tế thì dãy núi Riphaeon là dãy núi Uran. Đây là dãy núi ở Nga, nơi có một số công trình kiến trúc cổ xưa đồ sộ. Bạn có nghĩ rằng các công trình này cũng là do người khổng lồ xây dựng nên? Bởi theo giả thuyết thì đây từng là nơi mà giống người này đã sinh sống. Bởi dãy núi Uran nổi tiếng không chỉ là nơi chứa các tảng đá cự thạch, cũng là nơi khiến các nhà khoa học phải bận rộn trong nhiều năm để nghiên cứu về nền văn minh tiền sử đã qua. Nơi đây còn vô cùng nổi tiếng với những hiện vật không có sẵn, này đã được phục chế lại trong khu vực. Dựa trên những mô tả được đưa ra, Hyperborea được nói đến như một bán đảo hoặc vùng đất nằm ở một nơi nào đó bên ngoài nước Pháp ngày nay, trải dài về phía Bắc Nam hơn là Đông Tây. Bạn đã từng được nghe đến địa danh Thul hay chưa? Nơi mà nhiều nhà khoa học cổ đại đã phát hiện rằng con người có tuổi thọ cực kỳ lâu dài, thậm chí có thể sống đến 1.000 năm và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc ở đó. Thì Hyperborea cũng là một nơi như vậy. John Bennett, một nhà toán học, nhà khoa học, giám đốc nghiên cứu công nghiệp và tác giả người Anh, đã viết trong một bài báo nghiên cứu có tên Nguồn gốc Hyperborean của nền văn hóa Ấn Âu vào năm 1963. Ông tuyên bố rằng quê hương Ấn Âu nằm ở cực Bắc, nơi mà ông coi là Hyperborea là thời tiên sử cổ đại. Truyền thuyết Hy Lạp cổ đại cho chúng ta biết thần Boreades là hậu duệ của thần Boreas, đã tạo ra chế độ quân chủ thần quyền đầu tiên ở Hyperborea. Truyền thuyết này còn được lưu giữ nguyên vẹn trong tác phẩm của Alien, một tác giả người La Mã và là giáo viên hùng biện. Vị thần Apollo có tư cách là linh mục, con trai của Boreas và Chinon. Ba người họ là hai anh em ruột với chiều cao khoảng 3 mét. Thần Boreades được cho là những vị vua khổng lồ cai trị vùng đất Hyperborea xinh đẹp này. Dù đã theo dõi nhiều video về người khổng lồ trước đó, thế nhưng chúng ta vẫn tự hỏi rằng liệu chủng người khổng lồ đã từng tồn tại trên trái đất và tuyệt chủng hay chăng? Hay là họ đã hoàn thành sứ mệnh và trở về nơi ở của mình? Họ có phải là người từ hành tinh khác đến với trái đất và sẽ trở lại? Hiện nay chúng ta chỉ có thể nhìn về những câu chuyện cổ xa xưa và tự hỏi có bao nhiêu bí mật đang chờ đợi được tiết lộ với bằng chứng cụ thể. Trong khi đợi chờ những kết quả nghiên cứu, có lẽ chúng ta cứ để người khổng lồ và hơn hết là những người lùn tồn tại trong trí tưởng tượng phong phú của mỗi người. Bí ẩn này, R404 sẽ tiếp tục cùng các bạn khám phá trong những video tiếp theo. Nếu có thông tin gì bổ ích về nền văn minh đẹp đẽ này, hãy cho chúng tôi biết ở phía bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và chúc các bạn một ngày an lành. Xin chào các khán giả của R404. Hôm nay nhà tiên tri nhận được một câu hỏi về một hiện tượng thường xuyên diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Câu hỏi đến từ bạn That Girl như sau. Có một điều thú vị là khi mơ mà ngủ tiếp thì sẽ không thể nhớ, nhưng mơ mà tỉnh dậy luôn thì sẽ nhớ. Liệu giấc mơ là một thực tại khác hay không? Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu xem tại sao giấc mơ lại xuất hiện. Não của bạn sẽ rơi vào trạng thái ức chế cao độ khi bạn ngủ say. Lúc này tất cả các thông tin bên ngoài không thể truyền lên não. Thế nhưng khi bạn ngủ chưa say hẳn hay chưa tỉnh hẳn, não đang ở trạng thái ức chế cục bộ. Những kích thích nhẹ nhàng, âm thanh từ bên ngoài hay từ nội bộ cơ thể vẫn được não tiếp nhận,
vì thế nảy sinh ra hiện tượng nằm mơ. Thường thì trong khoảng 2 tiếng đầu bạn sẽ ngủ rất say, sau đó dần dần tỉnh. Nếu giấc mơ đến vào lúc này, trạng thái não bộ bị ức chế không sâu, giấc mơ sẽ được rõ nét hơn. Còn nếu giấc mơ của bạn xuất hiện khi vừa mới ngủ, bạn ngủ chưa say hẳn, sau đó trải qua một giấc ngủ sâu, thời gian đại não bị ức chế dài, thì ấn tượng lúc đó tương đối mơ hồ. Vậy nên thường thì khi tỉnh dậy, bạn sẽ không nhớ rõ những gì đã xảy ra trong mơ. Trong hàng nghìn năm qua, người ta vẫn tò mò muốn biết được ý nghĩa thực sự đằng sau giấc mơ của mình. Ví dụ, người Hy Lạp và người La Mã cổ đại tin rằng giấc mơ là phương thức được thần sử dụng để gửi thông điệp đến nhân loại. Hay nhiều bộ lạc bản địa châu Mỹ cũng như một số nền văn minh Mexico tin rằng khi ngủ mơ, người ta có thể tiếp cận các thế giới khác. Tuy rằng cho đến nay, tất cả những điều này chỉ dựa trên phỏng đoán thuần túy, bởi vì việc nảy sinh những giấc mơ đa phần xuất phát từ tư tưởng, hồi ức và sự tưởng tượng của chúng ta. Thế nhưng điều này không có nghĩa phủ nhận giả thuyết về thế giới song song đang tồn tại. Hy vọng rằng những gì mà Euro 404 tìm hiểu đã được phần nào giải đáp thắc mắc của bạn Jasper về hiện tượng này. Xin chào và chúc các bạn có một bữa trưa ngon miệng.